Hello, xin chào các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay sẽ là một cái video khui hàng nha các bạn. Lâu quá rồi mình không làm video khui hàng quá được cho các bạn xem. Hôm nay sẵn khui hàng với lại cập nhật những cái vật dụng đồ đó, lớp chuồng đồ có bên mình hiện tại cho các bạn nào cần mua hàng thì có thể ghé qua ủng hộ mình nha. Đó, lồng đồ các thứ các kiểu. Thì kỳ này nói chung mình về chủ yếu là lót chuồng với lại thức ăn. Lót chuồng thức ăn là nhiều nha các bạn. Còn lồng thì mình về thêm kỳ này là 3 mẫu. Còn ngày mới hàng về thêm lồng một vài mẫu nữa với lại đồ chơi nữa. Mình sẽ review thêm một cái video cho các bạn xem nha. Rồi, thì đầu tiên mình review lồng trước đi ha. Đó, mấy hôm trước mình toàn review vật dụng trước. Hôm nay review lồng trước đi. Lồng thì kỳ này mình có về thêm lồng ngũ sắc nhưng mà size to nha các bạn. Đây, mình ở đây hồi nãy mình có kiểm hàng thì mình có ráp sẵn một cái cho các bạn xem nè. Thì cái mẫu ngũ sắc nhỏ thì nó không có hàng thì mình lấy cái loại lớn luôn nha. Cái mẫu lớn này thì các bạn có thể nuôi hai con chuột dòng nhỏ vẫn được nha. Bề dài của nó thì khoảng 26cm nha các bạn. Đó, 26cm. Rồi bên trong nó vẫn có chiếc ăn, bình nước, đồ chạy, đồ đầy đủ. Cửa thì cửa khóa luôn, rất là an toàn. Mấy con chuột, ví dụ như các bạn có thể tách chuột bia ra đây cũng được. Rồi nó có cửa khóa cho nên là nó sẽ rất là khó để mà thoát ra nha các bạn. Còn bề rộng của nó thì cỡ khoảng là 21-22cm nha. Đấy, phụ kiện của nó đây. Cùng màu luôn. Rồi thì cái mẫu ngũ sắc lớn này thì các bạn có thể nuôi hai con chuột nha, vẫn thoải mái và rộng luôn. Ngoài ra thì mình còn có màu nâu nữa. Màu nâu thì nó màu nó tối hơn, các bạn có thể là xài nó sẽ lâu bị dơ hơn nha. Đó, phụ kiện của nó thì cũng cùng màu luôn. Nó tặng kèm cho các bạn một cái bình chân không nha. Thì một cái bình chân không thì mình nghĩ là hai con chuột thì nó uống cỡ khoảng là 3 ngày nha các bạn. Khoảng 3 đến 4 ngày, nếu như mà chuột bạn uống nước ít thì khoảng 4 ngày. Rồi, thì đây là mẫu đầu tiên. Ngũ sắc size lớn nha các bạn, giá nó sẽ cao hơn nha. Có gì các bạn lên web bên mình á, mình sẽ để đường link web ở phía dưới để mà cho các bạn xem giá với lại ảnh chi tiết luôn nha. Ngoài ra thì ở trong này có lồng ngũ sắc với lại ngoài ra thì có mẫu hoàng tử size lớn. Hoàng tử size lớn thì nó hết hàng khoảng một tuần nay. Đó, có nhiều bạn hỏi mình thì những mẫu này thì nói chung là cơ bản thôi, các bạn ủng hộ mình khá là nhiều. Đó, thử rồi có màu nâu với lại màu hồng nha các bạn. Đó, màu hồng tươi tắn rồi luôn ha. Đó, thì cái mẫu này thì vẫn nuôi được hai con dòng chuột nhỏ nha. Dòng chuột nhỏ là những dòng như là Campbell, Robo, Winter White là những dòng chuột nhỏ nha. Còn chuột lớn là bia thì mình có về thêm lồng cho bia luôn. Đây là cái lồng đại nè. Đây, mẫu lồng này thì mình hết hình như là cỡ khoảng đâu đó là nửa tháng nha các bạn. Đó, thì hôm nay nó về được một ít nè. Thì nó về thêm màu đen nha, màu full đen với lại đế màu vàng. Ở đế màu vàng thì hai cái này có khách đặt rồi. Thì nói chung còn màu full đen nha các bạn. Rồi, đây là cá sợi mình về rất là nhiều luôn nha. Cá sợi thì cũng là thức ăn dặm đó các bạn. Giá cũng 10.000, 10.000 hình như là một bịch 18 gram nha. Thì vì cá sợi nó hơi mắc nha các bạn. Còn đây là cái mài răng viên nhưng mà nó có mùi hương nha các bạn. Loại này thì giá nó cũng rẻ thôi, 10.000 các bạn mua 2 viên, mình tính bạn 9.000 một viên. Rồi, cái loại này thì theo mình thấy con chuột nó cạp khá là lâu nha. Mình có để một viên cho con chuột nha, mình cạp thì nó cạp đâu mấy tháng rồi đó, chưa hết nữa. Nó có nhiều kiểu nha các bạn, kiểu trái tim, hoa hồng với lại hình con gấu nữa. Và nó có mùi hương thơm. Đó, giúp mấy con chuột nó thích cạp thôi nha. Cho mấy con chuột cạp nó mài răng, răng nó không có dài nha các bạn. Rồi ngoài ra thì trong này có bình nước thôi, đi kèm theo cái lồng đại đó thì nó sẽ tặng kèm một cái bình nước chân không với lại một cái chén ăn lớn. Còn mấy cái bao là mùi cưa thơm thôi. Mùi cưa thơm thì mình đã review cho bạn xem nhiều rồi. 15.000 bịch nửa ký, các bạn lấy 2 bịch thì 14.000. Còn khách nào mà ủng hộ mình nhiều mình tính 14.000 bịch luôn. Đó. Lấy mà 4-5 bịch thì mình tính giá rẻ nữa nha. Rồi, ngoài ra mấy cái bao là thức ăn thì trong đây. Đấy, cũng là thức ăn cũ thôi. Thức ăn cơ bản 25.000 một bịch nửa ký nha các bạn. Những hàng cơ bản, thức ăn siêu bổ, có thêm kẹo, bánh, rồi nho. Đó, các loại bánh, các loại kẹo luôn. Có sâu luôn nha, có sâu chung luôn. Đó, 39.000 bịch nửa ký. Rồi, lót chuồng thì mình cũng còn cát được các thứ các kiểu nè. Rồi, bên này là cái bao mùng cưa nén nha các bạn. Mùng cưa nén thôi. Mùng cưa nén thì này mình về khá là nhiều. Giá vẫn như cũ, 25.000 một cây 1 ký. Đó.
Ở đây là một bao mùng cua thơm. Cua thơm mình bày cũng khá là nhiều luôn. Cua thơm thì mình thấy cũng có khá là nhiều bạn thích xài nha, tại vì nó khử được cái mùi hôi của nước tiểu của mấy con chuột á. Đó. Rồi, thì nói chung là kỳ này về thêm lòng với lại mùng cưa rồi sơ sơ nha các bạn. Đó, các bạn nào mà cần mua hàng lót chuồng rồi đó thì có thể ghé qua ủng hộ mình thức ăn rồi luôn. Còn lòng với lại đồ chơi á, mấy mẫu mới á, thì khoảng ngày mai hoặc là ngày mốt hàng về thì mình sẽ làm riêng một video để cho các bạn xem nha. Rồi, hiện tại đồ chơi đồ bên mình rất là ít luôn các bạn. Nhà ngủ rất là ít luôn. Đó, nhà sứ đồ khá là ít nha. Đấy, còn nhà gỗ thì nói chung là không có nha các bạn. Đấy, nói chung là khá là ít. Thì khoảng 1-2 ngày nữa nó có về thêm thì mình sẽ quay video cập nhật chi tiết cho các bạn. Rồi, các bạn nào cần mua hàng thì có thể đặt qua trực tiếp qua web bên mình hoặc là lên Shopee hoặc là nhắn qua Facebook cho mình nha, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.